Nếu nhà là chốn bình yên bên gia đình, thì không gian Kia Carnival sẽ là căn hộ thứ hai mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi bậc nhất. Bản đồ Kia Carnival tại Bica Limousine, không gian hiện đại với nhiều tiện nghi phong phú, cao cấp. Với các chức năng chỉnh điện, massage và xoay 180 độ, mở ra không gian trò chuyện thân mật bên gia đình. Nội thất được bọc da, chất liệu nhập khẩu vô cùng êm ái, thoáng mát, kết hợp cùng kỹ thuật mai sắc nét, tăng thêm sự tinh tế cho không gian Carnival. Sàn giả gỗ, màu sắc tương đồng với nội thất, mang đến sự thanh lịch và thẩm mỹ cao cấp. Hệ thống đèn LED đổi màu, chớp theo điệu nhạc, biến không gian Kia Carnival thêm lung linh thú vị. Limousine Kia Carnival, phiên bản ấn tượng cho cuộc sống hiện đại.